xin mến chào quý vị và các bạn. Đây, hôm nay anh em chúng tôi lại tiếp tục tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng máy. Ôi thôi, sao tụt xích rồi anh ơi? Rồi thôi, thôi tụt xích rồi. Rồi toi rồi, tụt xích rồi. Đấy, đang tiến hành bảo dưỡng máy mà mới có di chuyển máy lên một xíu thôi mà tuột mất cả cọng xích này ra rồi. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành kiểm tra xem con này nguyên nhân làm sao mà nó lại bị tuột xích như thế này nhá. Đấy, tiện đang trong cái quá trình bảo dưỡng thì nó bị tuột xích rơi hẳn ra luôn rồi. Thì bây giờ để mình xem là nguyên nhân và lý do gì mà xích nó lại có thể dễ dàng tuột ra được như vậy. Đây, tiện thể thì anh ấy tời xích ra luôn. Mỗi lần mua những cái món phụ tùng gì tốt dùng cho máy xúc, máy ủi thì mình đều đến đây để mua. Và đồng hành cùng với mình ngày hôm nay là chị La, một chị đẹp nhất công ty. Đấy, chị luôn đón tiếp mình mỗi lần mà mình tới công ty này. Em chào chị nha. Chào em, rất là hạnh ngày hôm nay chị lại được đón tiếp em đến công ty chị thêm một lần nữa. Vâng. Thì ngày hôm nay không biết em đến công ty chị thì em cần nhu cầu về sửa chữa hay là chị cung cấp cho em về phụ tùng gì em nhỉ?
Vâng, hiện tại thì chia sẻ với chị là con máy xích 55 của em nó đang bị hỏng cái vành sao và vành dẫn hướng. Nên ngày hôm nay em đến đây để lựa chọn xem là nó có cái vành sao và cái vành dẫn hướng nào nó tốt hơn để mình lắp đặt trên máy của mình không. Tại vì thời gian vừa rồi em cũng sử dụng cái vành sao và vành dẫn hướng của một cái đại lý nhỏ. Nên là khi sau khi về sử dụng thì nó không được bền và nó nhanh hỏng quá. Nên hôm nay đến đây nhờ chị tư vấn giúp em lựa chọn một sản phẩm tốt để lắp lên máy của em. Ok. Riêng về mặt hàng vành sao và dẫn hướng thì công ty chị có rất là nhiều sự lựa chọn để cho em lựa chọn, trong đó có cả mức trung bình vừa cao cấp so với những giá trên thị trường rất là nhiều. Thì nếu mà để chắc chắn hơn ý, thì chị sẽ dẫn em vào các kho để em trải nghiệm trực tiếp về cái sản phẩm cao cấp của công ty. Vâng. Đó thì chị sẽ giới thiệu thêm với em. Vâng. Xin chào em, thưa chị, giới thiệu với em đây chính là gian hàng tầng 3 của bên chị. Thì theo yêu cầu của em là ngày hôm nay em đến đây cần tự chị tư vấn về dòng vành sao cao cấp hơn. Thì xin mời em vào thăm gian hàng tầng 3 của bên chị. Em trước mắt em đây chính là toàn bộ những vành sao mà bên chị trưng bày, có rất là nhiều dòng, từ dòng máy nhỏ nhất là dòng OCM20, dòng lớn nhất là dòng vành sao của OCM20. Ngày hôm nay là em đang cần vành sao của dòng máy Đô Sa 55 đúng không? Vâng, thì hiện tại thì hôm trước em cũng máy bị hơi mòn, nên là em cũng đã đi mua ở một cái đại lý gần đấy. Thì mua về thì máy của em là hay đi phá nhà, leo và chạm hay nghiến đá, nghiến đất vào ấy, thì nó rất là nhanh mòn. Thì hôm nay em đến đây muốn nhờ chị tư vấn cho em là lựa chọn cái vành sao nào sử dụng được bền hơn một tí. Đấy, chứ cái loại kia vừa mới dùng trả được bao lâu bền nhanh quá. Ok, thì theo như em vừa mới chia sẻ thì chị cũng đã nắm được thông tin rồi. Thì cái phần vành sao này thì nó sẽ có rất là nhiều mức. Vâng. Đó chính là mức phổ thông, trung bình và cao cấp. Như em nói thì trước đó cái sản phẩm mà em mua tại đại lý đó. Vâng. Thì theo như chị bán hàng, khi bán hàng của chị lâu năm á, thì cái đó chỉ là mức hàng phổ thông bình thường thôi. Và cái đó nó chỉ có làm được rất là thấp, không được cao. Thì ngày hôm nay em đến đây thì chị sẽ giới thiệu cho em một dòng sản phẩm của bên chị. Nó cũng là dòng cao cấp hơn so với dòng em đang dùng mà giá trị của nó cũng rất là hợp lý. Thì giới thiệu với em đây chính là dòng sao mà em đang cần tìm. Và cái dòng sao này của bên chị thì em có thể nhìn luôn trên vành sao. Thì em có thấy khác gì với cái vành sao mà em đã mua không? Nếu như mà nhìn ở cái lần đầu tiên ấy thì em thấy là nó cái chất thép nó tốt hơn. Cảm giác như kiểu nó bóng và nó mịn hơn đấy chị. Đúng rồi, cái xác. Phần sao mà lúc trước em mua ở đại lý về ấy, thì những cái phần vành ngoài và vành trong này sờ nó sần sùi lắm. Như kiểu là đúng cái hàng xác. Đấy là gia công chứ không được bằng bóng mịn như cái hàng như thế này. Đấy, các cái phần sao trước này này sờ đây cũng rất là mịn này. Thì không biết là cái sao của chị này là nó có cấu tạo và thông số nào và đến từ đâu không chị? Cái này thì chị cũng xin chia sẻ thêm cho em một chút nhé. Riêng cái dòng vành sao này của bên chị nó được mang thương hiệu GPS. Em có thể thấy là bên chị có cái tem GPS này. Ngoài GPS. Cái phần tem ra thì em có thể thấy trên răng, trên cái răng này có dập chữ GPS của thương hiệu GPS luôn. Và để muốn biết thương hiệu GPS này nó là dòng sản phẩm của thương hiệu nào thì chị sẽ xin chia sẻ với em một chút là GPS là dòng sản phẩm thương hiệu cao cấp được sản xuất theo tiêu chuẩn của Hàn Quốc. Và em có thể thấy thì cái số răng và số lỗ thì nó cấu tạo như nhau. Vâng. Nó đều là 12 lỗ và đường kính trong đều là đường kính 250. Nó đều như nhau. Nó chỉ khác cái là em có thể nhìn thấy luôn là cái nước sơn của nó đã khác rồi. Rất là nặng mắt chị ạ. Đúng, có thể cảm nhận được ngay bằng mắt thường. Đúng không? Đúng rồi. Đây, sờ rất là mịn này, chất thép rất là tốt đây. Thì lúc trước em mua một cái vành sao này về để lắp ấy thì có thể nhấc nhẹ được, nhưng mà con này có thể khả năng phải dùng bằng hai tay. Chứ nếu mà dùng một tay thì hơi đuối. Thì okay. Em đang cần thêm là cái dẫn hướng cho con 55 nữa. Ok. Thì chị đã giới thiệu với em cái dòng vành sao của GPS rồi. Vâng. Thì để đồng bộ với cả vành sao của em thì chị sẽ giới thiệu với em thêm một dòng dẫn hướng mà em đang có nhu cầu, cũng là thương hiệu GPS luôn. Vâng. Chị mời em đến gian hàng bán dẫn hướng cùng với chị. Xin mời em. Xin giới thiệu với em, em đây chính là gian hàng bánh dẫn hướng của chị. Thì em có thể nhìn thấy là cái gian hàng dẫn hướng của bên chị thì cũng giống như vành sao, nó đều có tem đầy đủ dập thương hiệu GPS. Ngoài ra thì
CVS cũng được dập nổi ở trên phần càng của quả dẫn hướng này. Vâng. Thì lúc trước em mua một cái bánh dẫn hướng ở bên ngoài ấy. Hiện tại thì mới sử dụng được thời gian ngắn thì toàn bộ cái phần bảng trong này hỏng hết rồi. Trong này đấy. Thì cái bánh dẫn hướng của GPS này không biết có điểm gì mà nó vượt trội hơn không chị? Cái quả bánh dẫn hướng của GPS này của bên chị ý, thì chị xin giới thiệu với em một chút là nó được nhận diện tiên tiến tuần tuần tuần. Ngoài ra thì nó đặt độ cứng HLC từ 5.8 và em có thể nhìn thấy là cái quả bánh dẫn hướng của chị khi mà em có thể thấy được là cái phần độ thứ hai là cái mức sơn vừa từ trong cái quả nó rất là thơm, nó không hề bị sần sùi về mặt như một số dòng sản phẩm khác. Đây, cái phần ngoài này và cái phần trong này thì theo cảm nhận của em thì em sờ vào nó cũng rất là nhặn mịn, nó không bị sần sùi như những cái quả mà lúc trước em mua. Ngoài ra thì trên này thì em thấy là có cái logo GPS dập nổi vào đây này. Cái logo GPS này chính là logo của bên chị khẳng định cái thương hiệu của bên chị ấy. Và có dập trên hàng để các bạn có thể yên tâm là khi bên chị báo cho em dòng sản phẩm GPS thì nó được chứng thực dập nổi trên quả dẫn hướng luôn. Vì thế nên mình không bao giờ sợ là nhầm hàng hay là lấy sản phẩm khác như thế vào. Rất là nặng chị ạ. Chắc chắn rất là chất lượng. Thì nếu em đã tin tưởng với bên chị, đặt hàng của bên chị thì chị cũng xin mời em với Thu Ngân để chúng ta tiến hành thủ tục lấy hàng và xuất hàng cho em nhé. Đây là cái bánh sao GPS và bánh dẫn hướng GPS dành cho con máy 55. Thì mình sẽ vận chuyển lên trên con xe khẩu này để mang về nhà để tiến hành lắp đặt lên con Dosan DX55. Bây giờ thì các thợ sẽ loại bỏ cái sao cũ này ra đấy, để thay thế vào bởi một cái sao mới. Đây thì sao cũ mòn rất là nhiều, sắc như rau cạo. Đây, đây là cái sao mới, sao của GPS. Đây, rất là dày. Đây, còn nguyên logo GPS đây các bạn nhé. GPS này. Logo dập nổi trên thân sao. Sau khi đã lắp đặt được cái vành sao, bây giờ thì các bác thợ đang tiến hành lắp cái bánh dẫn hướng GPS cho con 55 này. Khít khít luôn. Rất là chắc chắn. Thay một cái tòa. Đấy, không còn dưa lắc nữa. Khi lắp đặt xong xuôi vành sao và bánh dẫn hướng GPS cho con Dosan DX55 này, bây giờ mình sẽ kiểm tra hoạt động của nó. Bánh dẫn hướng mới không còn bị rung lắc như trước nữa. Và cái vành sao GPS này di chuyển rất là nhịp nhàng và êm ái. Đấy, máy đang leo dốc nhưng mà di chuyển rất là đều, không bị tình trạng trượt xích như lúc trước nữa. GPS rất là tuyệt vời. Video của mình ngày hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần tiếp theo.